Vetiver luôn là một trong những nốt hương mà rất nhiều người đàn ông muốn sở hữu. Và mình đã có một cái video số nguyên liệu riêng nói về vetiver. Và đối với cá nhân mình thì vetiver hay còn gọi là cỏ hương bài là một trong những cấm địa ở mùi hương dành riêng cho đàn ông. Đây là thứ nguyên liệu chắc chắn rằng các bạn nữ sẽ không thể nào đủ tự tin, hoặc là sẽ là một số rất rất nhỏ họ có thể mặc được em nó. Còn đối với những người đàn ông, khi mà càng có tuổi thì mình tin chắc rằng các bạn sẽ càng thích vetiver. Và đương nhiên thì nó cũng không hề dành cho những người mới, những người trẻ. Và vì thế thì mình sẽ gợi ý đến các bạn trong video lần này 5 chai nước hoa vetiver khởi đầu ở phân khúc giá đâu đó dưới 150 đô, hay gọi khoảng tầm dưới 3 triệu, để các bạn có thể thử trải nghiệm. Trong đó có những mùi hương khá là lạ mũi, có phần nặng đô hơn so với những lựa chọn còn lại. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta sẽ có những mùi hương mang tính iconic của những thương hiệu đã trường tồn bền bỉ với thời gian. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Ở vị trí đầu tiên, cái tên mà mình muốn giới thiệu trong ngày hôm nay đó chính là Every Storm của Imaginary Arthur, một trong những nhà nước hoa mình giới thiệu rất nhiều vào năm nay. Một phần vì thiết kế đẹp, và cái thứ hai để mà tìm ra một cái mùi hương mang cái tính cá nhân của một nhóm mùi nào đó hoặc một câu chuyện nào đó, thì EA làm rất rất tốt. Mình đã làm rất nhiều video về em nó mà mang cái tính bày trí nó cũng rất đẹp. Đây, chuyển sang cái cam này, các bạn có thể nhìn thấy đằng sau chai Way Vetiver tôi có mấy chai liền bày với nhau. Every Storm thì nó miêu tả toàn bộ quá trình từ trước, trong và sau một cơn bão. Khi các bạn xịt cái mùi hương này lên thì các bạn nhận thấy một cái vai mùi hơi chua, một cái cảm giác mặn của cái mùi nước biển. Và cái sự kết hợp thú vị ở Every Storm đó chính là cái cảm giác như kiểu là các bạn vào những cái ngày mà trời oi nồng ấy, trời chuẩn bị mưa ấy, thì khi mà các bạn đi đến những cái vùng mà nó có nhiều nước, như kiểu ở đường Hồ Tây này, cái việc mà giáp ranh giữa cái đường bê tông cùng với cái một bên đó là nước Hồ Tây, thì cảm giác oi nồng nó rất là rõ, mặn mặn của cái mùi nước biển, kiểu của nước sông nữa. Và hoặc là nếu như mà bạn nào ở gần biển thì cái cảm giác mà các bạn ra ngoài biển lúc mà trời chuẩn bị mưa thì cái mùi hương này y hệt cái cảm giác như vậy. Phải nói rằng nó mang lại cho mình một cái trải nghiệm rất ít khi gặp phải. Và bên cạnh đó thì mùi hương này nó còn tạo nên một cái sự hơi lo lắng ở phần đầu, tại vì bạn sẽ không biết rằng kiểu cơn bão này nó sẽ ra sao. Và có phần kiểu tôi cũng hơi sợ cái phần top note, nhưng mà đối với những cái thứ mà tôi chưa biết thì tôi lại rất là thú vị. Và ở khoảng giữa khi mùi hương này biến chuyển thì các bạn nhận thấy vetiver cực kỳ là rõ rệt. Cái vị mặn của muối biển nó nhẹ dần, vetiver khói sau đó khô kết hợp cùng với cái nét mặn đưa vào mũi các bạn. Và lúc này thì nó cứ dồn dập. Và cái thú vị nữa ở đây đó chính là Every Storm của EA nó làm cho cái độ tỏa hương ở đúng cái giai đoạn này nó như kiểu một cái điểm rơi chính xác. Nó làm cho mình thấy độ tỏa ngào ngạt mùi hương vetiver lên cũng rõ, đúng kiểu chúng ta đang đứng giữa ở trong một cơn bão. Xung quanh ta thì gió rồi mưa rất là mạnh, và chúng ta đang kiểu thấy mọi thứ nó tàn phá. Và vetiver ở đây xuất hiện đúng với vai trò của nó, rất là khô, khói, đắng, mặn, mọi thứ. Và các bạn sẽ có một cái nhìn cực kỳ thú vị ở vetiver. Nhưng nếu như các bạn dùng đủ lâu, các bạn để mùi hương dry down ở trên da, thì như một cuộc sống, như một lẽ tự nhiên, đó chính là sau cơn mưa trời lại sáng, mọi thứ rồi nó cũng sẽ ổn định. Nếu như chưa ổn định thì nó chưa phải là cuối cùng. Và lúc này thì khi cơn bão đi qua, Every Storm dry down ở trên da của mình, các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi vetiver có xu hướng sạch sáng. Cái việc biến chuyển cái màu sắc của mùi hương ở đây nó cũng rất là hay ho nhá. Ngoài cái điểm rơi về độ tỏa thì các bạn nhận thấy là ban đầu mùi nó có xu hướng trung tính, không quá rực sáng và nó cũng không quá tối, đúng như kiểu trước một cơn bão vậy. Cái mây đen sẽ kéo đến ở khoảng giữa, khi vetiver lên nhiều mùi hương tối, nhưng khi dry down thì mùi hương lại bừng sáng. Vetiver sạch sẽ với một bay ngọt nhẹ ấm ấm của cái hơi hướng kiểu gỗ của vetiver, thì mùi hương lại cực kỳ là
bảnh bao, chỉn chu. Nó đúng như kiểu một người đàn ông sau khi đã trải qua một cái biến cố nào đó. Ban đầu người ta có thể gục ngã, nhưng rồi họ đứng lên, họ dành sốc lại tinh thần trong những cái khoảng thời gian nhất định, và rồi họ lại tươi cười, họ lại đón nhận mọi thứ. Thì đối với cá nhân mình, Every Storm nó không chỉ đơn thuần là một mùi hương, nó không chỉ đơn thuần là cái cách làm vetiver thú vị của Imaginary Arthur, mà nó còn cho mình thấy một cái giai đoạn nào đó khó khăn trong cuộc đời. Và để nhìn rộng ra thì mùi hương này chính xác đó là sự biến chuyển, sự chấp nhận quen dần của mình và thích nghi của một người đàn ông với những biến cố cuộc đời. Thì con này là một con khá hay ho. Mùi hương nó sẽ tỏa tốt trong khoảng tầm 3 tiếng đầu, rất rất tốt. Và lưu hương trên da của mình trung bình khoảng tầm 6 đến 7 tiếng. Một trong những cái mùi hương khá là thú vị. Và đừng hỏi tôi là vetiver nó sẽ phù hợp như thế nào. Các bạn thấy vetiver nó đồng điệu với giai đoạn nào, hoặc là các bạn muốn trải nghiệm như thế nào thì các bạn xài thôi. Con này thì nhiệt độ đẹp nhất xài loanh quanh tầm 30 độ quay đầu. Cái tên ở vị trí số 2 mà mình muốn nhắc tới trong ngày hôm nay, đó là một sản phẩm mà mình đã làm review rất rất nhiều, đó chính là Lalique Ancre Noir. Đây, chính là em nó. Yeah. Ancre Noir thì có một cái video, và đến bây giờ tôi vẫn tâm đắc cái video đó tôi quay. Tôi cũng không biết là làm cách nào lúc ấy tôi làm một cái tắt hết đèn, sau đó tôi quay tôi nói về Ancre Noir. Và các bạn cũng có thể thấy rằng Ancre Noir ngoài cái việc giá thành rất rẻ, thì trong cái thời gian vừa qua khi mà Top Top rộ lên, một cái hidden gem của vetiver bây giờ nó đã trở thành một cái mùi khá là quen thuộc. Nhắc tới nước hoa dành cho nam ở phân khúc rẻ, nhiều người cũng sẽ nhắc tới Ancre Noir. Nhưng mà mình tin chắc rằng nhiều ông khi mà mua Ancre Noir về, các bạn cũng sẽ xịt nó xong rồi vứt vào một xó, hoặc là thốt lên những cái lời oai, khó ngửi vãi, tại sao ông này ông ấy lại kiểu review một cái chai nước hoa đắng khó ngửi già tối đến như vậy. Nhưng mà mình nói rồi, đó là các bạn cứ thong thả, tại vì nếu như các bạn chưa cảm nhận được vetiver, không có gì là sai cả. Đối với mình thì chúng ta sẽ trải qua một cái giai đoạn đó là không thích vetiver và rồi đến thích, và rồi các bạn sẽ gắn bó với nó. Chứ gần như là khó mà có một cái vế ngược lại, đó là các bạn thích vetiver rồi, xong rồi các bạn kiểu càng có tuổi các bạn lại không, càng không thích vetiver nữa. Nó khó lắm. Thế nên là các bạn cứ vui tươi đi, nếu như các bạn vẫn còn đang không thích vetiver, đến một cái giai đoạn nào đấy rồi, kiểu như kiểu tôi đang trong một cái giai đoạn kiểu cảm xúc nó không được tốt cho lắm, nhưng mà tôi ngửi vetiver thì nó luôn luôn tạo một cái cảm giác rất là dễ chịu, đồng điệu, không thể nào mà tôi không thích nó được ấy. Tầm 30 đổ ra, gặp nhiều biến cố rồi, trải qua nhiều giai đoạn thì các bạn sẽ thích em nó. Và một cái nữa đó chính là vetiver này dù tối om om, đắng rồi khô, các bạn cũng sẽ thấy mùi nó giống mùi mực. Tất tần tật video thì cũng đã làm review rồi. Cái hay ở Ancre Noir vetiver mình làm đó chính là cái việc mình giữ lại tất cả những bình luận của mọi người trên kênh của mình. Các bạn có thể đọc những cái bình luận ở dưới cái video mình review con Ancre Noir này với cả phiên bản Extreme nữa, thì các bạn sẽ có thấy được rằng mùi hương này nó không chỉ đơn thuần là một mùi thơm, mà nó là một người đứng chứng kiến những cái giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của mỗi bạn nam. Hãy đọc những cái bình luận đấy, nó vô cùng giá trị và ý nghĩa với mình luôn. Và nếu như bạn thấy phiên bản này khó xài, bạn muốn thử vetiver của Ancre Noir, thì hãy dùng phiên bản Sport, là một cái phiên bản dễ chơi hơn rất nhiều. Thì đó là chai nước hoa ở vị trí số 4. Ở vị trí số 3 thì cái tên mà mình muốn nhắc tới trong ngày hôm nay, đó chính là Hue của Aesop. Chai nước hoa này về ban đầu tôi không có ý định cho nó vào. Đúng ra nó sẽ là Tom Ford Grey Vetiver 50ml, tại vì 100ml của Tom Ford thì nó khá là cao, nó không phù hợp với tiêu chí của kênh. Nhưng mà sau khi mà mình đi thử con Hue của Aesop này thì mình đã phải cho nó vào ngay lập tức. Mùi Hue của Aesop là sự kết hợp giữa gỗ Hinoki cùng với vetiver. Nó làm mình nghĩ tới ngay những cái không gian spa cao cấp, nhưng sẽ là lần đầu tiên trải nghiệm ở không gian này. Các bạn sẽ nhận thấy một cái vai mùi giống cái mùi kiểu thảo mộc sông. Đó, những cái nồi sông lớn ở trong thì rất nhiều những cái loại thảo mộc khác nhau, và khói nó sẽ bốc lên, nó mang lại một cảm giác rất là dễ chịu, đúng như ở các bạn, mục đích các bạn đến những cái spa cao cấp vậy. Em này thì sau khi mà dry down đâu đó khoảng tầm 30 phút ở trên da, thì ngoài cái vai mùi gỗ Hinoki hơi ẩm ẩm, vỏ gỗ vetiver đắng tối, thì các bạn nhận thấy một cái nét mặn
ui cái nét mặn con này còn mặn hơn cả con Every Storm. Trên da mình thì mặn chát luôn và nó khá khó ngửi, nó giống như kiểu là khi mà chúng ta bắt đầu đi vào những cái liệu trình spa, chúng ta sẽ được gọi xoa bóp để làm rão cơ thể, thì các bạn sẽ thấy rằng là bắt đầu nó khá là đau. Tôi không biết là các ông đi spa như nào, mà lần đầu tiên tôi đi spa khi mà có một người người ta đấm bóp cho tôi thì những cái hành động lần đầu tiên thì tôi thấy là nó khá là đau, nhưng mà dần dần cùng với cái không gian đèn tối này, sau đó các bạn được ngửi những cái mùi thảo mộc thơm thì dần dần cơ thể của các bạn thả lỏng, và rồi thì những cái động tác chuyên nghiệp nó làm cho các bạn dễ chịu hơn rất là nhiều. Con này thì ở khoảng giữa mình nghĩ rằng là sẽ khó mà có thể những người mới dùng nước hoa họ thích được, vì cái nét con này khá mặn và khô, nhưng mà sau khoảng tầm 3 đến 4 tiếng thì mùi hương vô cùng dễ chịu. Lúc này thì bạn đã gạt bỏ được hết những cái cảm giác nặng nề, những cái cảm giác stress và thả mình vào phần mùi hương. Mùi hương này thì tôi thì rất là ít khi mặc, trừ mấy ngày hôm trước tôi, như tôi chia sẻ đó, đó là tôi có một vài cái vấn đề nên là tôi mặc con này thì tôi thấy nó khá là dễ chịu, rất là đồng điệu. Nhưng mà nếu mà khuyên xịt mùi hương này thì mình nghĩ là các bạn hãy xịt vào những ngày trời mưa, trời tiết thay đổi ở đâu đó khoảng tầm 20 độ, 20 đến 25 độ, hoặc là các bạn ngồi chill nhẹ nhàng ở một cái ban công ở nhà, ngồi uống trà, thẩm mùi nhẹ nhàng, nghe những cái bản nhạc kiểu nghe tiếng mưa, nghe những cái bản nhạc piano buồn. Con này nó sẽ làm cho các bạn cảm thấy rằng sẽ chìm trong mùi hương và chìm trong cái cảm giác đó. Nếu như ông người thích gặm nhấm những cái cảm giác buồn đó. Con này tôi thì thỉnh thoảng mấy hôm đi ngủ thì tôi cũng có xịt lên gối đâu đó khoảng tầm trước 2-3 tiếng khi ngủ. Tôi đi tắm mà xong rồi tôi vào tôi làm một vài công việc và rồi tôi đi ngủ thì mùi hương này nó bay bớt đi, rất là dễ chịu. Nhưng mà đây cũng là một trong những mùi hương vetiver khá là hardcore, khó ngửi. Đặc biệt là nó đến từ một cái thương hiệu làm mỹ phẩm. Tôi cũng rất là bất ngờ khi mà tôi thử em nó. Nhưng mà một trải nghiệm thú vị, Hinoki Vetiver. Cái tên ở vị trí tiếp theo đó là Iconic của nhà Hermes. Nhắc tới vetiver lại còn nhắc tới Iconic. Đầu các ông nảy số ra ngay đúng không? Thierry de Hermes. Yeah! Đây là chai nước hoa mà tôi nghĩ rằng là với một kênh như tôi, với tiêu chí là tôi sẽ ít làm lại những cái chai nước hoa mà tôi đã làm rồi, trừ khi tôi có số nhìn lại. Thì con này tôi nhớ đâu đó hình như lên trên kênh tôi ít nhất là 3 lần. 2 lần với phiên bản này và 1 lần với phiên bản parfum mới ra mắt. 3 lần. Đây là mùi hương phải nói thật mình rất yêu thích. Dù có rất nhiều vetiver, càng ngày mình càng được thử nghiệm những người mùi vetiver mới, nhưng mình vẫn dành cho Thierry Hermes một trong những cái chỗ đứng cực kỳ là vững chãi, và nó xứng đáng là một trong những mùi vetiver mỗi khi chúng ta nhắc tới ở cái phân khúc designer, ở phân khúc giá rẻ, nó phải có cái tên của nó ở trong đấy. Thierry Hermes thì các bạn xem lại những cái video cũ của mình, hoặc là các bạn có thể xem ngay cái trailer quảng cáo, cái đoạn mà hình một người đàn ông đứng giữa một cái sa mạc nhá. Sau đó thì anh ta với một cái mái tóc hơi dài, xoăn nhẹ, rồi những khuôn mặt góc cạnh, một cái cảm giác nam tính vô cùng, đàn ông dã man, thêm quả phóng khoáng, có phần hơi kiểu bụi bặm, gai góc, rất là cũng có phần khá là bay bổng nữa. Thì đây là một trong những con như vậy. Con này thì cũng không nhất thiết là các bạn phải ăn mặc như thế, nhưng mà đối với cá nhân mình thì Thierry de Hermes nó sẽ phù hợp với các bạn mặc một cái chiếc quần side tap tối màu, một chiếc sơ mi trắng, các bạn có thể phanh một cái cúp ngực, sau đó đi một đôi loafer, các bạn tập trung làm việc. Mình đảm bảo rằng khi mùi hương này toát ra, nó sẽ thu hút tất cả những người xung quanh. Thierry de Hermes nó không hề khó ngửi, thậm chí rằng rất gần gũi, rất cởi mở so với những lựa chọn vetiver mà mình vừa đưa ra. Bởi ở đây thì cái phần top nốt của nó đó chính là tiêu bưởi, nó mang tới sự rất là sáng. Cái sáng này nó cũng là một trong những cái tiêu chí để mình đánh giá đây là một cái mùi hương gần gũi, một cái mùi hương cởi mở, phóng khoáng hơn so với những lựa chọn vừa đưa ra. Và nhà Hermes họ rất biết cách để có thể mang một nốt hương của đàn ông, nhưng mà dưới một cái khía cạnh là một cái mùi hương có thể tiếp cận được số đông.
trường tồn bao nhiêu năm rồi, nó vẫn nổi ở trên thế giới. Đến khi mà những cái phiên bản sau ra mắt như kiểu phiên bản Parfum hay là phiên bản Ogive thì nó cũng khó có thể cạnh tranh được với cái phiên bản gốc này. Mùi hương này chỉ là mùa thu Hà Nội thì best choice luôn. Tuyệt vời. Cái tên ở vị trí cuối cùng đó chính là Comme des Garçons 2 For Men. Các bạn thấy chai nước hoa mình phải để lên một cái kệ nhựa. Chai nước hoa này thì tôi mượn tại Sensio, một người em cũng là một người rất đam mê vetiver. Tại vì nếu như mà các bạn không có cái kệ này thì chai nước hoa này chỉ có thể nằm thôi. Nằm, nó không thể nào đứng được với cái phần đáy như thế này. Đó. Đấy, con này nếu mà để mang cái ý trưng bày nó khá là tốn diện tích đấy. Comme des Garçons thì là một trong những thương hiệu có lẽ mọi người sẽ rất 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 ít khi được biết tới hoặc nghe tới, trừ những người kiểu chơi nước hoa họ tìm hiểu một hiếu. Đây cũng là một trong những thương hiệu có rất nhiều sáng tạo hay ho. Mùi Hinoki của nhà này cũng cực kỳ hay, Gaiac nhất các thứ, làm cực kỳ chắc tay, thú vị. Nhưng mà thôi, hôm nay chúng ta sẽ chỉ nói về Comme des Garçons 2 Men thôi. Con này thì vetiver ở đây thì giả đét luôn. Vetiver cùng với gia vị classic siêu cổ điển. Mùi hương này khi mà các bạn xịt ra thì các bạn sẽ không thấy vetiver xuất hiện ở đâu đâu nhá. Hay không? Thú vị không? Mà các bạn đã nhận thấy một cái mùi gia vị. Gia vị ở đây nó làm mình nghĩ tới những cái loại gia vị từ những cái loại hạt ấy. Đó, sau đó họ sẽ rang khô lên. Ở đây thì mình do mình ngửi nước hoa nhiều nên là mình thấy là có thì là. Nhưng mà cái đấy thôi, các bạn cũng không quan tâm. Thì các bạn sẽ cho những cái loại gia vị dạng hạt này khô vào một cái chảo nóng, và rồi các bạn đảo lên thì cái mùi gia vị xuất hiện rất là rõ đấy. Có phần chua khá là rõ rệt nữa, đến từ cái phần hơi kiểu vỏ những quả cam, quả quýt ấy, thì nó chưa chín đấy, kết hợp cái nét chua, vừa cay cay vừa chua chua, nó tạo nên một cái mùi hương có phần khá là phương Đông, rất là rõ rệt. Và khi mà mùi hương ở lâu trên da của các bạn thì cái nét chua nó sẽ dần dần biến mất, mà các bạn sẽ nhận thấy cái nét gia vị nó vung tỏa. Nó giống như kiểu khi mà đến một cái nhiệt độ nhất định ấy, thì những cái hạt gia vị này nó sẽ vỡ ra và nó tỏa ra cái mùi hương của mình một cách mạnh mẽ nhất. Đó. À, mùi này thì dry down phải khá lâu ở trên da thì các bạn nhận thấy vetiver nó xuất hiện. Vetiver nó rất là cứng cỏi, nó rất là cổ điển, đúng như kiểu vetiver xuất hiện ở trong những chai nước hoa từ những năm 1980, 1990 vậy. Thì nó không phải là thứ vetiver dễ ngửi như là Terre de Hermes, như là những cái mùi như kiểu Imaginary, Every Storm. Đó. Ở đây thì vetiver khô, có khói, cũng có tối, cay nữa, khá cay. Đấy, đậm chất phương Đông, nó làm mình nghĩ tới hình ảnh của những người đàn ông mặc cả cây đen. Người ta trưởng thành, thậm chí rằng già dặn. Người ta cũng có một cái cách ăn mặc của những cái bậc cha chú nhiều hơn là bậc của những bạn trẻ đồng trang lứa. Thêm vào đó, đó là mùi hương này nó tạo cho mình một cái cảm giác an tâm, một cái cảm giác kiểu luôn luôn chúng ta như kiểu là đang ở đi đồng hành cùng một người đã có rất nhiều trải nghiệm, và người ta có thể bao bọc, người ta có thể che chở cho chính bản thân mình. Thế là mùi hương này thì đúng kiểu ít nói nhưng mà làm nhiều. Đó. Hình ảnh xuất hiện thì tôi nói vui bên TikTok, đó chính là mùi hương này nó sẽ phù hợp với những cái anh chàng kiểu sát thủ mặc cả cây đen, nhận việc làm xong, nhận được cái thù lao xứng đáng với công việc của mình và biến mất, không cần nói quá nhiều. Con này thì mình cũng khuyến khích với các bạn nam, nếu mà có nhu cầu trải nghiệm thì các bạn ở tầm ngoài 30 thì các bạn mới có thể có một cái từng trải kinh nghiệm cũng như là cái cách ăn mặc nó phù hợp. Còn không thì tôi nghĩ là con này recommend cho các bố các chú tầm 35-40 thì mới hợp lý, mới phù hợp với mùi hương của Comme des Garçons 2 Men. Vetiver thì cũng rất là hay ho nhưng mà có phần khá là classic, rất giả. Độ bám tỏa của con này thì cũng trộm vía khá ổn ở trên da, trung bình trên da mình khoảng tầm 6 đến 7 tiếng. Nhưng mà độ tỏa của nó thì còn tầm chắc là tầm nửa cánh tay thôi, nhưng mà nó duy trì khá là bền bỉ. Vì thế thì đây cũng là một trong những lựa chọn mình rất muốn giới thiệu, một cái cực kỳ mới so với những lựa chọn quốc dân ở trên thị trường. Còn tìm được hay không thì tôi không chắc nhá. tôi không chắc là các bạn có tìm được chai nước hoa này không, vì theo như em Trung bảo là nó cũng khó tìm đấy anh ạ. Thêm nữa tìm thì các bạn phải tìm thêm cả cái phần đế nhựa này nữa thì các bạn mới có thể bày được chai nước hoa lên cho đỡ tốn diện tích. Không biết là các bạn đã sử dụng qua những chai nước hoa vetiver nào rồi, các bạn tâm đắc với những lựa chọn nào.
Nếu như các bạn tiện thì các bạn có thể chia sẻ một vài dòng bình luận ở phía dưới, không mất nhiều thời gian đâu. Còn nếu như các bạn đã thử qua những con này thì mình cũng rất mong các bạn có thể đưa ra một cái góc nhìn để cho những người đang lăn tăn muốn thử, muốn tìm hiểu xem những cái mùi vetiver này ý kiến của số đông ra sao thì cũng bình luận ở phía dưới nhá. Còn cái số lít cao thì tôi sẽ cân nhắc xem là có nên làm hay không, tại vì cô cũng đang lăn tăn một vài lựa chọn. Và nếu như kịp thời gian thì tôi sẽ làm. Và nếu thấy video hay đừng quên việc like, share, ấn nút chuông theo dõi nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Bye.